tuyệt vời mọi người ạ. Nóng quá, nóng quá. Nóng quá hả? Mọi người đã được ăn cá hun khói bao giờ chưa? Cá gác bếp bao giờ chưa? Thật ra anh em mình uống nộng với câu được ấy mọi người ạ. Thật ra là anh em mình được ăn rồi nhưng mà lại cá bé bé ấy. Là khi gọi là hong bếp thôi chứ không phải là gác bếp hẳn nhé mọi người nha. Hôm nay mình sẽ quyết định làm cá chấm đen gác bếp, nó như kiểu thịt trâu gác bếp ấy. Làm cả con để xem nó sẽ như thế nào nha. Mình sẽ quyết định làm một cái lò ở đây và hong nó trong vòng 1 ngày rưỡi đến 2 ngày để xem kết quả nó sẽ như thế nào nhé. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu làm cái xếp lò thôi, không phải xây. Xếp lên để tạo thành cái một cái lò xong rồi gác con cá lên thôi. Thôi bây giờ khiêng cái này vào trong cho nó đỡ bụi đã. Khuê đã. Phải đi chuẩn bị gia vị để con tẩm nước mọi người ạ. Khuê thế thôi. Con cá này câu được từ hôm qua. Anh em mình phải thịt trước xong rồi rình để hôm nay mới làm clip mọi người ạ. Tối qua con cá nó dài tầm này. Bây giờ mình sẽ làm tầm này ra. Đấy. Đấy tầm này nhá. Một cái lò chỉ như thế này thôi. Đó. Gác bếp. Đấy. Ngày trước em cũng tự làm một ngang gác bếp rồi đấy. Đấy. Sẽ để một cái cửa ở đây. Làm một cái cửa ở đây để thông gió mọi người nhá. Rồi bây giờ không được. Từ từ. Bây giờ mình phải đào xuống một tí để lớp giấy bạc để cho nó giữ nhiệt ác. Cần gì phải đào, anh chạy thẳng vào giấy bạc luôn. Cũng được. Nhưng mình đẩy gạch. Ok. Dạ. Đá viên nhá. Mọi người thấy chiếc lò của anh em mình đã chiến không? Tí nữa sẽ gác con cá lên đây và phủ lá và phủ đồ lên trên xong rồi ném đấy đi chơi thế thôi. Đầu tiên là phải ướp đã mọi người ạ. Ướp lâu rồi. Ui, đây. Đấy, mọi người thấy quả kinh chưa? Ớt xay của anh em mình kinh chưa? Siêu cay luôn nhá. Chỉ cần ớt rồi. Cứ cho ớt vào là ngon hết. Đấy. Chơi quả siêu cay này nó mới ui à. Quả này xác định ra khó ăn đấy. Mình không biết là người ta làm gác bếp là có những cái gì không, nhưng mà mình cứ thử làm không theo kiểu của anh em mình em. Gác bếp trâu thì nó khác mọi người ạ, còn cá thì nó lại khác. Thế nên là anh em mình chả thấy ai gác bếp cá bao giờ, nhưng anh em mình cứ chơi quả ớt tươi, xay với mắm muối mình chín hết. Ui. Cảnh lắm đấy. Căng thẳng đấy. Cái này ăn xong rồi phải là uống một cốc nước đá. Đấy, căng thẳng đấy. Bụng con này trắng heo ơi nhỉ. Xà. Đấy, thấy chưa? Nhìn này. Ngon chưa? Thấy chưa mọi người? Thôi thì thôi, không cay mẻ. Cho ít vào ruột. Rồi. Anh em mình để đây ngâm đã. Bây giờ lại đi đốt than á. Hơi xòa, đây là một con cá gọi là gác bếp đầu tiên. Bây giờ phải cho con lợn quay bắc bắc gì? Con lợn quay Lạng Sơn này vào. Lần đầu tiên anh em mình làm cái món cá gác bếp này, nó mình nghĩ là nó sẽ dai hoặc là nó sẽ kiểu gì như kiểu thịt trâu gác bếp ấy. Nó phải ăn được. Nhưng mà mình cũng không biết. Dài nha. Gọi là làm thử thôi chứ cũng chả biết là đấy là làm cá nó vào đấy. Đấy, bây giờ mình sẽ... Ủa, sợ cháy không? Không, anh ấy vừa ghéo đấy. Em mình phải trông như... Vừa đẹp đấy. Cái khói này với cái lửa này nó sẽ kiểu như là... Sẽ làm cho nó cái con cá này chín, vừa chín khói, vừa chín hơi nóng này nhá mọi người nhá. Mình cũng chưa biết là ăn nó sẽ như thế nào cả. Tại vì lần đầu tiên anh em mình làm cái thử lại này. Không biết là có thành công không, chỉ sợ thất bại cái nó lại hỏng bố cá nó đi thì thôi. Thôi cố gắng. Anh cứ tin tưởng vào tay nghề của em đây. Nghề gì? Hơi bị đỉnh đấy. Nghề gì? Cái nghề hong khô. Hong khô. Mà hong khô. Đấy. Bây giờ chỉ có công việc rất là đơn giản nữa thôi mọi người ạ. Là... Ngồi đây chơi. Đi chơi. Chờ. Đấy, cái này lên đó. Kín mà. Đây. Đấy. Nghe thấy khói mù mịt chưa? Đấy.
Trong vòng khoảng tầm 2 tiếng nữa mình sẽ quay lại mình lật con cá mặt kia nó lên nhá. Còn bây giờ là đi lượn. Chờ. Mình phải lật 2 lần rồi mọi người ạ. Cái món này thì mình chưa làm bao giờ, thế nên là phải chăm sóc kỹ lưỡng một chút. Đấy, đây cho mọi người xem nhá. Đây này. Thực sự là hình như nó cũng cảm giác như là nó chín rồi ấy. Đây này. Ôi da, nặng lắm. Đây, cho mọi người xem. Úi, siêu nặng luôn. Ây da. Đây. Đây này, cái mặt dưới nó này. Cái mặt dưới nó thì quá là ok luôn nhá. Đó, thấy chưa? Nhưng mà mình cảm giác là nó chín rồi. Hơi nóng quá, cái lò của mình hơi nóng quá hay sao ấy. Thế nên là nó đang... Chắc là nó phải ngót mất độ tầm 2 cân rồi, nhưng mà vẫn thấy nặng lắm. Kiểu như là... Cũng... Mình cảm giác là nó chín rồi, nhưng mà nó... Mình muốn nó phải thật khô đét ấy. Thế nên là mình sẽ để... Khả năng là mình sẽ không để đến... Đến mai nữa, mà mình đến tối là khả năng là anh em mình sẽ khui cái này nha. Quan trọng là nó khói nó đều là được. Cho khúc cây này vào nó sẽ có thêm khói rất là nhiều. Tình hình là chín rồi mọi người, không phải chín mà tức là anh em mình đốt quá lửa ấy, đáng nhẽ ra cái lò này nó thấp quá anh ạ. Xong khói thì cái lò này nó thấp, thế nên là anh em mình phải cho ra luôn, với lại cũng tối rồi. Chén rồi. Tại vì chưa ai làm cái món cá xông khói không ngờ cả, anh em mình làm cũng chả biết là nó như thế nào. Ôi, anh ơi, đẹp lắm. Đẹp thì chưa rồi. Bằng khe luôn này. Đấy. Ui, xa. Cho ra. Cho ra đây. Nhấm. Cái này thì nó sẽ không tạo cái có hơi nóng mấy nhá, tại vì nó chín khói với lại kia nhiều. Mày lấy cho anh ấy kìm. Cắt nó ra, xẻo nó ra xem thế nào nhá. Từ từ. Bây giờ phải xẻo nó ra xem tình hình như thế nào. Mày nhìn sướng không? Nó to hết cả teo hết cả mỡ lại. Đó. Nhìn khoái thế đấy. Trông nó hay nhỉ. Dính, cảm giác nó dính. Buồn cười lắm rồi kìa. Ấy. Nó cứ tóc. Như kiểu là cái tóc mơ ấy. Ui, nó già nó rồi. Ui, tách ra rồi. Ui Tại vì sao nó không khô, mọi người biết tại sao không? Cá nó nhiều nước lắm. Nào mày giữ đây để anh vẩn nó ra. Ui mềm quẹo rồi. Không khô được. Nhưng mà chắc ngọt lắm anh nhỉ. Ai biết được, nó ăn đâu mà biết được. Ui. Nó ui, teo đi bao nhiêu mỡ nhỉ. Mềm như bún. Nó mềm như bún đấy. Dư kéo cái này lên cho anh. Nó mềm như bún đấy. Giờ không biết làm sao để giữ nguyên được con cá nữa cơ. Có mỗi cái da nó dai dai thôi, còn đâu nó mềm như bún luôn. Em nhấc cái này lên nhá. Đây. Úp cái khát thế này. Giật đi, bỏ ra. Giật đi nè. Để làm thật khéo tỉ mỉ mọi người ạ. Khéo thế. Ôi bỏng. Thôi. Đây, thế cho nó nhanh. Nhanh cái gì? Phải gạt. Đấy. Wow. Mất hình dạng mất rồi. Đây là. Biến dạng mất rồi. Toàn bộ con cá gọi là hóng khói của anh em mình, gác bếp của anh em mình nhá. Xấu xí rồi, nhưng mà là rất là đấy đấy. Bây giờ sẽ chất lượng không thay đổi đâu, không biết là ngon không, nhưng mà mình sẽ đem cho mọi người trên này thưởng thức xem thế nào nhá. Nhanh không nó đấy mất. Bây giờ mình lấy rau ra đây đi. Ok. Bây giờ sẽ đem lên cho hàng xóm thưởng thức trước nha. Anh em mình chưa thưởng thức ngộ vậy. Mình chèn lắm rồi đấy, muốn chèn rồi đấy. Bắt tiền ơi. Phải cho hàng xóm thử trước rồi. Ông Tấn Lai ơi. Ông ơi. Ui, anh. Gì đây? Ăn thử cá gác bếp của Tama TV. Cá gác bếp. Có bia không? Ôi quên, hôm nay không có rượu bia rồi.
Hôm nay làm hơi muộn nên không có. Hôm nay không có rượu bia đâu. Đâu? Đây. Ui, đây. Con cá thì to. Ui, trời, con cá trắng đen đây. Cái gì đấy? Bà đem cái kính đặt lên cái cao cao tí nữa. Đây, ok. Đây, đây, đây. 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 Ok luôn. Để nó bên này à? Ôi, ok luôn. Ok luôn. Ui, còn thì ôi, cả anh. Vào thử miếng thế nào? Đúng. Mang bia ra đây thì uống. Thử bia đã. Nóng, nóng, nóng. Bia đã. Nhưng mà bia đâu? Có bia đây mà. Ui ngon thế, bạn chưa ăn trước nhỉ? Chưa đấy. Ừ. Đấy. Ông đấy. À. Đây. À thôi. Cháu chưa biết thế nào đâu. Ờ chưa biết đâu. Bạn chưa ăn trước đúng không? Thử xem ra xem nó cay không, cháu ướp cay em đấy. Gói à? Gói vào rau à? Ờ gói thì cho nó cay. Không cay đâu. Cứ thử xem gói nó ngon không nhỉ? Cho em xin đưa đũa em thử miếng. Đây từ. Đây, đũa đây, đũa đây. Đũa đi. Đũa đây. Đấy. Ôi bà ăn chưa đây? Rồi cho mọi người xem con cá của anh em mình nhá. Tại vì nó các bếp nó không rồi, mời cả nhà nhá. Con này một yến ấy nó quắt lại ấy. Không khô được vì nó đấy, cái da nó đây. Ui. Ăn hết cả bụng rồi. Đây đây. Có cái miếng. Ôi, cả lắm. Đây này. Ui. Thế nhỉ. Đây bạn. Đấy thấy chưa? Thấy chưa? To to to. Đấy. Ui ngon. Cái da nó này. Da nó như da lợn ấy. Đấy, như ba đây. Ui, không bắt mình cơ mà. Bắt mình đây. Đây, bắt mình đây. Đây. Ơ, anh thử miếng cái này xem. Ui, già. Ông thử cái bánh lái xem nhá. À. Bánh lái ngon lắm đấy. Cháu, ông thử thức xem nào. Rồi. Thế nào? Cá thì dài lắm. Ông thử cá, con cá này dài thật. Cháu chưa thử đâu. Ui. Ăn được, ăn được. Ăn được. Ăn được, cái gì không ăn được. Ngon đấy. Còn ăn được nữa là. Chỉ là ăn được, nhưng quan trọng có ngon hay không. Ngon. Không, nhưng mà... Mày mau đợi làm hay là mau cá? Cháu mới hiểu thật. Mày đưa đũa đây chứ, chẳng không đũa. Đây. Phát biểu thật xem thế nào. Ngon cả nhà. Mẹ ơi. Thằng này đâu đây? Cá này ăn dai thịt này. Không phải hong khói nó mới dai đấy. Ăn dai. À, cho cháu thử một miếng. Bác lại thử nào. Kiểm tra ra nào. Mình ăn lẫn rau này. Kiểm tra tình hình xem nào. Khổ không? Cá ngon lắm. Thịt này như thịt gà. Nó săn lại nhá. Còn hơn thịt gà. Đấy, cá công nhận cá dai như thịt gà thật. Ngon đi. Không ngon thật không đây, hay cay. Đây, chấm đây. Ôi, này định chấm bia. Cá gì đấy? Cá rô phi. Rô phi à? Rô phi tràn đâu. Đâu rồi? Đũa đâu? Đây, đũa đây. À đây à. Chung nhau. Đen này. Đũa à? Chấm đen ăn chấm đen là bổ đấy. Không thử anh cu ăn được da không, thử cái da thì em thấy cái da nó ngon đấy, cái da nó giòn ngon đấy. Nước mỡ chảy hết rồi. Da dài đi. Như da trâu. Ôi trời. Ngon lắm. Da giống da trâu đấy. Này ngon. Thế mà chưa được rồi. Này ngon từ dần tối. Ôi. Cắt. Cho để ra tí. Thử cái da xem nào. Rồi. Ôi, nước bổ. Đây. Cựa chắc con cá nó còn sống. Rồi. Cái da nó dài đấy. Cá này mới ngon này. Đặc biệt chưa chín. Chứ gác bếp chưa chín nhưng mà nó nát, nó nhừ rồi. Tại vì... Cái này nướng từ sáng phải không? Dài. Ui, dài lắm đây này. Thịt cá cũng ngon các bạn ạ. Bốc tay. Tại vì cái... Cá mau phải bốc tay. Ừ, dài lắm. Cay không anh? Giật ra cá cũng khéo chết. Tại lúc sáng em ướp cay lắm đấy, tại vì chắc hong nó khô, nó rụng bớt đấy. Vừa khéo đấy. Ừ, cũng cay đấy. Ui, dùm nó ngấm. Dài lắm. Đúng không? Cay. Ơ, tươi đấy. Cá nào cay mà cay nhỉ? Ngon cay nhưng ngon. Cháu chấm này cay. Cái da cay không? Không. Cái da nó ướp ướt tươi đấy. Dài không? Dài, dài đấy. Dài luôn. Ok không? Quá dài. Dài hơn cả da cá tươi. Con này lên chiếc vụ cụ rồi sao? Như da đà điểu nhỉ? Ngọt. Tao đợi thử cái da xem. Cái gì ngọt? Thịt ở trong này ngọt. Thịt nào chẳng ngọt. Gắp ra cho nó. Đây này. Cái thịt má này mới dài với đấy. Em làm cả mắt nhỉ? Ánh mắt bổ mắt nó mới sáng. Đây mày lột một phát từ đây xuống đây. Từ á này. Miếng này. Mày lột một phát từ đây xuống. Mà lấy cái má nó. Cay thật đấy, ngon. Cay ngon thật đấy. Cay mà ngon. Cay ngon thật đấy. Cái má nó này. Khô nữa. Em là em định lâu lắm rồi rồi. Hong khô luôn đấy. Nhưng mà kiểu cái cá này nó nhiều nước ấy. Thế nên là không hong bếp khô được. Chỉ chín được như thế này thôi. Chín quá nghi ngút này cơ mà. Chín được như này thôi chứ không mình không hong khô hẳn được. Ơi, quá ngon, quá ngon. Mà cay ngon thật đấy. Nhưng mà ăn đúng mùa này là ngon nhỉ. Đúng mùa này. Cay ấm hết cả người. Ui, cái da ngon không? Da ngon thật. Từ nãy là phải làm 4 miếng này. Da như da cá sấu ấy. Mày ăn thử da đi rồi. Đây ngon mà. Anh xem kéo sống xuống. Tuyệt vời không? Đây nha, cho mọi người xem lại cái da đó này. Đấy chưa? Cầm lên nếu mà thịt nhá, chọc cái là vỡ ra này. Rồi này. Thịt nó này. Đấy, thịt nó này. Ui.
ngon đấy. Thì nó chín chín vào tận xương luôn nhá. Và cái da nó này, đấy cái da nó này, đấy. Kéo không ra này. Đây da cá sấu. Ôi, ấy ấy à, ấy à, ấy à, đấy, đấy, đây. Quá ngon. Cay đấy. Ui ngon thế các bạn. Xịt xịt. Cắn một miếng nhỏ nhỏ. Cay cay nó mà đều ăn cay được à? Siêu nhỉ? Xịt xịt sạt sạt. Quá siêu. Em bé làm tiếng. Em mà uống lại hết. Béo lắm. Đâu ạ? Dài quá. Đấy bạn lấy cái chỗ thịt đang này nó mới không có xương này. Đây bạn lấy cái bụng này cho. Đấy là cái bụng ấy. Cái con nó ăn thì không xương. Cái này mà quấn thêm một ít rau dấp cá với rau kia nữa thì ngon. Dấp cá mới đúng. Đúng. Đây hơi thiếu rau. Thiếu vì ra vườn có mỗi rau này với mấy cái rau cải. Thằng này ăn mãi chẳng thấy lớn được. Không muốn đi chợ mua. Ăn tiếp vào mai đây mới nở nhỉ. Đây nha, con cá của anh em mình đấy nha. Giá nơi rồi. Đấy. Nhìn.